đây tình hình thì mấy anh em mình giờ sẽ bắt đầu đi ra biển nha mọi người. Mới vừa tới chỗ gửi xe. Còn xa xa là cái đập tôm nha mọi người, đang nuôi tôm. Đây nè. Đây tôm công nghiệp này kìa. Ờ. Đây nè. Mặt trời lặn hả? Mặt trời lặn hả? Giờ cảnh trời sắp lặn hả? Đây chiều rất nhiều người ra chụp hình luôn mọi người. Rất mát luôn á. Ở hải sản ở Gò Công nha mọi người, ở biển Tân Thành. Đây có rất nhiều loại luôn. Đi chung chị Tiền nha mọi người. Trời ơi sóng biển nó sắp bay mình rồi. Đây người ta đi du lịch rất nhiều luôn nha mọi người. Đây quay một vòng nha. Đây ba cha con đứng rồi. À, quá trời ơi. Đây phía xa xa có quạt gió nha mọi người. Mọi người có thấy quạt gió không? Xa quá chắc không thấy quá. Thôi ôm lại gì đứng ôm như vậy. Chào mọi người các bạn. Chào mọi người. Đây giờ mình sẽ bắt đầu đi du lịch mọi người. Lên xe đi tiếp thôi. Đây nay mùng 4 Tết nha mọi người. Người ta đi biển cũng khá đông luôn á. Đó cho mọi người xem. Đây sóng thì rất lớn luôn. Chạy hoài không thấy quạt gió ra. Nhỏ đứng thống biển rồi đi đò dữ vậy. Wow, gió quá mạnh luôn mọi người ơi. Rồi. Đây, đây ngày dịp Tết người ta đi du lịch khá nhiều nha mọi người. Hôm nay mình sẽ đi tham quan về Tân Thành. Có gì hay hấp dẫn mình sẽ quay lại. Hỏi bay xe luôn. À, hồi nãy mà ông chở hai cục qua gọi thì là nó bay không luôn. Đây thì chỗ ta đang nuôi tôm nha mọi người. Đó mọi người thấy mấy cái quạt gió không? Gửi xe nhà Sáu ơi. Đây tình hình thì mấy anh em mình giờ sẽ bắt đầu đi ra biển nha mọi người. Mới vừa tới chỗ gửi xe. Còn xa xa là cái đập tôm nha mọi người, đang nuôi tôm. Đây nè. Hiện tại mình mới vừa tới cái bản của biển Gò Công, biển Tân Thành nha mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu đi vô, coi có gì hay hấp dẫn mình sẽ quay lại. Đây giờ mình sẽ bắt đầu đi vô ở biển nha mọi người. Đây giờ mình thì đang bắt đầu đi vô tới biển nha mọi người. Đây khu du lịch biển Tân Thành. Này quá trời đông luôn. Cua đâu, biển nước lớn sao có cua. Đây đầu tiên mình vô rồi có chỗ giữ xe nha mọi người. Tiếp theo mình sẽ bắt đầu đi vô biển. Nghe đây có rất nhiều nhà hàng luôn nha mọi người. Chui đi cho máu rồi Tiền. Ừ chui đi cho máu. Lầy mà. Chui quá. Rồi đừng leo lên sập. Chui quá chui quá. Ở đây thì có bán rất nhiều đồ nha mọi người. Ồ.
Đây là mình đi tầm khoảng gần 5 giờ rưỡi chiều nha mọi người, nên rất mát luôn, gió thì rất nhiều. Đây khách du lịch thì rất đông. Đi đâu hồi nãy? Giờ đi đâu? Ôi nước quá lớn rồi. Bây giờ mình lên cái bậc thang đó đi. Rớt chiếc Ben ơi. Đây tình hình thì sóng rất lớn nha mọi người. Mấy cái quán ăn ở cặp bờ biển thì đã dẹp bớt rồi. Đây còn mấy quán ở trong bờ thì còn bán nha mọi người. Đây người ta tắm biển quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ lên cái bậc thang ngoài ra ngoài biển coi ra sao nha mọi người. Rồi đây này khách du lịch cũng rất nhiều nha mọi người, do ngay dịp Tết. Tắm ở trên giờ coi xuống dưới ha. Khu này người ta ngồi ăn uống thì khá nhiều nha mọi người. Đầu mé kia là nhà hàng anh. Quá gió muốn bay luôn trời. Đây người ta lên đông nghẹt nha mọi người, không có đường đi luôn. Bye bye.
bình thường xuống đây phà phà luôn, nay lớn ghê là. Ra chụp hình luôn. Đây mình đang đi trên cái cầu thang này, ra giữa luôn. Sóng thì đánh rất mạnh luôn nha mọi người. Đây cho mọi người xem, sóng đập quánh rất mạnh luôn. Đây có rất nhiều người ra chụp hình. Đây không muốn chết à. Rồi, rồi thấy sóng đập mạnh. Này là hết cứu rồi à. Đây mình ra gần cuối nha mọi người, gần cuối của con đường đi cầu hang bắt ở tại biển Tân Thành nha mọi người. Đây mình sẽ ra tới cuối luôn nữa coi có gì hay hấp dẫn ở ngoài nha mọi người. Đây mình thấy tình hình là thấy sóng đập rất lớn á. Đây mọi người thấy những cái lan can mà nó hư vậy cũng do sóng đập mọi người. Tình hình thì mình mới vừa ra tới cuối rồi mọi người, hết cầu hang luôn rồi. Rồi đây gió thổi rất lớn luôn á, muốn bay mình luôn. Tình hình mình đi tới ra tới cuối rồi, mọi người sẽ quay cảnh cầu hang vô cho mọi người xem rất xa luôn. Rồi gió thổi muốn bay mình luôn rồi, chịu hết nổi rồi. Đi chỗ vừa mới được. Ủa nó mạnh quá nãy ơi.
gì hả? Trời, sóng đập quá lớn luôn. Trời, bắt đầu lặn luôn. Quá lớn mọi người. Đây mình sẽ đứng đây ngắm chút rồi mình sẽ bắt đầu đi vô nha mọi người. Đây là biển xế chiều nha mọi người. Đây mặt trời đã bắt đầu lặn. Đây mình sẽ đang bắt đầu đi vô. Cũng rất nhiều nha mọi người. Đây người ta tắm biển khá nhiều nha mọi người. Ở đây người ta đang hứng chịu những cơn sóng. Giờ mình sẽ ghé vô mua bánh tráng nướng ăn nha mọi người. Mình sẽ bắt đầu đi tham quan chợ hải sản ở Gò Công nha mọi người, ở biển Tân Thành. Đây có rất nhiều loại luôn. Đây phía trong thì có quán để ta ngồi ăn đó nha mọi người. Có ghẹ đó mà tụi. Rồi nó càng ghẹ không ha. Nó càng ghẹ không à. Cái này gì? Xa mà. Mực nóng quá trời này. Đây mình đang đi tham quan chợ của biển Tân Thành nha mọi người. Có bán rất nhiều hải sản luôn. Anh hỏi có ghẹ không? Không có ghẹ hả? À, mình mới vừa tham quan hết biển Tân Thành nha mọi người, đi chợ Tân Thành về đêm. Thôi video mình xin kết thúc tại đây nha mọi người. Hẹn mọi người vào những video sau. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Tạm biệt mọi người.